Xin chào bạn, hôm nay thì mình xin cập nhật cho các bạn giá Realme tại Thế Động trong những ngày giữa tháng 6 này, để xem giữa tháng 6 Realme có chương trình khuyến mãi hay giảm giá gì đặc biệt không bạn ha. Rồi đầu tiên ở đây chúng ta sẽ có con Realme C30S phiên bản RAM 2GB, mẫu nhớ 32GB, sẽ có giá là 2.090.000. Các bạn mua sẽ được giảm giá 100.000, tức là còn 1.990.000. Đây là C30S phiên bản RAM 2, mẫu nhớ 32GB ha. Máy giá rẻ, thiết kế cũng rất là đẹp. Con này thì có màn hình là 6,5 inch với đầu phân giải là HD cộng. RAM trên máy là RAM 2, bộ nhớ 32GB. Sử dụng chip là Unisoc SC9863A. Camera thì chúng ta sẽ có một camera phía sau với độ phân giải là 8. Selfie ở đây là 5. Viên pin là 5000 và hỗ trợ sạc tối đa là 10W các bạn ha. Rồi tiếp theo là Realme C53, một sản phẩm rất là hot của Realme. Có giá là 4.290.000, hiện tại các bạn mua sẽ được giảm giá trực tiếp 300.000, là còn 3.990.000. Đây là C53. C53 này đến sở hữu màn hình là 6,74 inch với đầu phân giải là HD cộng. RAM trên máy là RAM 6GB, bộ nhớ 128GB. Con này nó hỗ trợ mở rộng RAM được 6GB nữa các bạn. Đó là tất cả là bạn sẽ sử dụng được là 12GB RAM ha. Sử dụng chip là Unisoc Tiger T612. Camera thì chúng ta sẽ có camera selfie phía trước với đầu phân giải là 8 megapixel. Camera phía sau thì chúng ta sẽ có âm chính là 50, phụ là 0.08m. ở đây cái đèn led nha. Viên pin trên máy là viên pin 5000 và con này hỗ trợ sạc nhanh SuperVOOC 33W, 3990 thôi. Rồi tiếp theo là Realme C55 phiên bản RAM 6, có giá là 4.490.000, giảm giá 200.000, là còn 4.290.000. C55 phiên bản RAM 6, bộ nhớ 128 ha. Máy thì có thiết kế cam phía sau rất là to luôn bạn. Với camera chính là 64 megapixel, một cam phụ là 2. Selfie phía trước là 8 megapixel ha. Máy sẽ có màn hình là 6,72 inch với độ phân giải là Full HD cộng luôn. Con này thì RAM 6GB, bộ nhớ trong 128GB. Viên pin 5000 và hỗ trợ SuperVOOC tối đa là 33W. Máy sẽ có một phiên bản RAM 6, bộ nhớ 256GB nha các bạn. C55 phiên bản RAM 8, bộ nhớ 256GB, sẽ có giá là 5.690.000, giảm giá trực tiếp 400 là còn 5.290.000 ha. Giữa RAM 6 và RAM 8 thì nó chênh lệch nhau khoảng 1 triệu các bạn. Là Realme 10 giá 7.090.000, giảm giá trực tiếp được 500.000 là còn 6.090.000. Realme 10 thì sẽ có màn hình là AMOLED với độ rộng màn hình là 6,4 inch, chế độ màn hình là Full HD cộng ha. Máy sẽ được trang bị con chip là Helio G99. RAM trên máy là RAM 8GB, bộ nhớ ở đây là 256GB. Máy sẽ có cụm hai camera phía sau với camera chính là 50 megapixel, một camera phụ là 2, camera selfie phía trước là 16. Máy sở hữu viên pin là 5000 và hỗ trợ sạc nhanh SuperVOOC 33W các bạn ha. Rồi thì mình vừa cập nhật cho các bạn giá cũng như khuyến mãi của Realme tại Thế Động trong những ngày giữa tháng 6 này các bạn ha. Các bạn có thắc mắc gì cứ lại comment bên dưới, mình sẽ phản hồi các bạn lại sau. Bye bye.